Ngồi sõm khoảng 5 giây để cơ thể quen với cảm giác thăng bằng. Sau đó đặt hai bàn tay xuống sàn rộng bằng vai. Các gờ bàn tay áp chặt xuống sàn, ngón giữa hướng về trước. Từ từ nhấc mông lên, lúc này lực vẫn chưa đổ dồn về cánh tay. Sau đó từ từ nghiêng người tới trước, nhấc từng chân một. Mắt nhìn thẳng xuống sàn, từ từ nhấc chân còn lại lên. Thở một cách nhẹ nhàng, cố gắng giữ thế. Thoát thế, hạ từng chân xuống sàn.